Alo, chào các bạn. Hôm nay mình đang đứng trước một cái bộ loa làm cho mình rất là áp lực các bạn. À, đây là bộ sao ba đắt nhất trên thế giới các bạn, từ xưa tới nay của hãng B&O đến từ Đan Mạch. À, cái màn hình này các bạn thấy là cái sau khi các bạn mua đầy đủ ha, set up lên trong phòng thì nó giống như vậy. Các bạn có thể mua một cái tivi LG ha, để mình gắn vô và có đế chân. À, họ bán riêng từng phần hết. Và các bạn thấy là với cái tôn màu ấm cúng gỗ nó đặc trưng của xứ Bắc Âu thì các bạn thấy một căn phòng rất ấm ha. Và đây là hiện tại mình có 4 thùng các bạn, hãng được đánh số ở đây nè. Thùng này là 2D. À, cái thùng này rất là nặng ha, cũng hơn 5.000 đô la cái thùng này. Rồi tiếp theo cái thùng 3A này. Đó. Nó có cái gì để lát mình sẽ khui hết luôn. Và đây là hai cái thùng chính nè. Đó. Cái thùng ở dưới này là cái sao ba. À, sao ba này gỗ giá nó khoảng gần 260 triệu. À, cái thùng dưới này, còn cái này là cái phần ốp gỗ ha. Rồi giờ mình khui lần lượt cho các bạn coi nha. Vẫn là con dao quen thuộc ha. Đó. Rồi quá áp lực luôn cho một cái sản phẩm cực kỳ cao cấp các bạn. Lần đầu tiên mà mình mở một cái loa, trời ơi, một cái sao ba mà đắt nhất thế giới các bạn. Đây, đây là cái hộp số 2A ha, người ta đánh dấu. Tại vì họ bán rất là nhiều phụ kiện đồ chơi cho nên là họ đánh dấu theo cái số để mình dễ lắp đặt. Ở nước ngoài thì mình tự mua về mình tự lắp hết, cho nên họ hướng dẫn vẽ vời trong những cái bản đồ rất là trực quan dễ hiểu ha. Còn Việt Nam mình thì nếu mà các bạn coi video này xong mà mua tại Mai Nguyên là có bên kỹ thuật Mai Nguyên đem tới nhà lắp đặt chi tiết hết. Cho nên mấy tờ giấy này các bạn cũng không có cần coi. Đó, không cần coi chi tiết. Đầu tiên là một cái hộp 6A. Đó, hộp phụ kiện có cái mã là 6A các bạn. Wow, ngầu chưa. Cái này là dây jack 3.5. Rồi trong này nó có mấy cái hộp giấy nhỏ nhỏ để mình mở ra coi. À, cái này là cái hả? À, cái micro định hướng. Sau khi mình lắp xong á, sau khi mình lắp xong cái loa thì mình dùng cái anten micro này nè để mình cân bằng âm thanh. Đó. Cái này là phần liên quan tới kỹ thuật, không có liên quan tới phần lắp đặt nghe nhìn ha, liên quan tới kỹ thuật để cân bằng âm thanh. Sau khi mình hoàn thiện setup xong hết á thì kỹ thuật sẽ dùng cái đó để đo đạt cân bằng. Rồi tiếp theo phụ kiện nè các bạn. Cái hộp đây, một cọng dây nguồn có cái chui cắm số 8 quen thuộc ha, này là 3 chấu vuông. Tiếp theo là cọng dây mạng đó, cho mình cọng dây mạng để mình cắm trực tiếp vào cho nó mạnh hơn là wifi. Một cọng HDMI. Đó, HDMI tốc độ cao, high speed. Đó. Rồi mấy cái cọng dây quấn rút lại. Đó. Hàng khủng nằm bên dưới nè các bạn. Đó, hàng khủng lấp ló bên dưới để mình khui hết mấy cái hộp này ra. Này giấy không à, giấy họ chèn vô. Giấy họ chèn. Quá kinh ha. Đắt nhất thế giới các bạn ơi. Thanh sao ba khủng nhất. Để mình đo chiều ngang thử nha. 2 4 6 8 10 đúng 1m2 luôn ha. Đúng 1m2. Để lôi hết phụ kiện ra đó. Đây cái hộp 1C. Hộp 1C này có gì? Hộp 1C có gì đây? Wow, một cái miếng inox. Một miếng inox xước. Bây giờ mình mới lần đầu mình móc ra thì mình cũng không biết nó là cái gì, nó lát gắn vô các bạn sẽ mới thấy được. Đó. Một miếng inox xước. Tiếp theo một miếng nữa các bạn. Hộp này là hai miếng inox xước. Nó khép vô hai cánh gì đó để lát nữa rồi mình thử. Một hộp. Quá kinh khủng luôn. Còn hai hộp bên này nữa nè. Hộp 1E. Hộp 1E có gì trong này? Quá nhiều phụ kiện các bạn. Đây mấy cái ốp nhựa ha, tất cả là họ làm rời từng góc từng miếng hết để mình về mình ráp. Đây 4 miếng nhựa ha, giống như khui đồ chơi xe mô tô vậy đó.
bắt đầu là phải mày mò ráp vô các bạn. 4 miếng nhựa của một cái hộp tiếp. Đây, một cái hộp nữa. Một cái hộp nữa. Hộp này là 2A và 2B. Để coi có gì trong này. Toàn bộ là bát ốc các bạn ha. Đây. 4 con ốc lớn, có cái vít cho mình vặn đây, rất nhiều ốc nhỏ có vít luôn. Rồi. Bát sắt. Đó, ốc vít bát không à ha, rất là nhiều, một đống luôn. Đó. Bằng keo keo dán 3M nữa ha. Quá nhiều đồ chơi cho để mình ráp luôn. Đó. Quá nhiều đồ chơi để mình ráp cái lò này. Cho nên cái lò này mua tại Mai Nguyên là mấy anh kỹ thuật phải lắp đặt ha, chứ còn khách hàng đem về là cũng mệt mỏi á. Do nó làm quá nhiều cái thành phần. Đây là một cái bát. Đó, bát gắn tường các bạn ha. Thay bằng sắt sơn tĩnh điện, rất đẹp ha. Quá kinh khủng. Rồi, đây là một đống phụ kiện luôn ha. Một đống phụ kiện của nó. Và đây là nhân vật chính nè các bạn. Trời ơi. Kinh khủng chưa các bạn? Tổng cộng cái loa này là 12 cái sao ba này là gồm 12 cái loa các bạn. 12 cái loa và tổng công suất nó lên trên 2000W. Kinh khủng không? Và đây là cái loa âm thanh surround đỉnh nhất hiện nay, nói về sao thanh sao ba. Ở giữa là cái loa gì ta? Một cái loa mic với lại một cái loa trep được chèn lên, tức là công nghệ này là công nghệ hai loa được. Hai loa chèn lên với nhau, một loa mic loa trung và một cái loa trep đè lên nhau luôn. Hai cái này là hai cái sub. Hai cái sub. Loa full giải. Này là cái sub này các bạn ha, hai cái sub lớn đánh thùng thùng ra hai bên này. Còn xung quanh đây là những cái loa toàn giải ha, bố trí dọc ở đây. Dưới đây còn có cái loa, còn những cái loa surround vệ tinh. Bên đây là những cái loa surround vệ tinh các bạn ha, nó bọc trong cái mica này giấu lại nè, nó chèn lại để khỏi, đúng rồi, lát nữa mình tháo này ra mình mới lắp nè. Còn khi mình khui hộp thì nó như vậy ha. Tổng cộng 12 loa, rồi để một mình thôi, mình khiêng lên thử nổi không nha. Một mình thôi nha. Rồi. Chiếc loa gọi là sao thanh áp lực nhất của YouTuber Tần Khôi các bạn. Một, ai dắt mô tô nổi mà không lẽ, dắt R18 nổi mà không lẽ khiêng cái loa này không nổi đúng không? 1, 2, lên. Wow. Ok. Rồi. Quá kinh khủng à. Đây. Cái này nằm dưới nè. Đó. Đó, đứng lên. Đó. Wow. Kinh khủng khiếp các bạn. Đây, cái logo B&O ha. B&O. Và đây là cái thiết kế cái mặt trên của nó ha, tất cả những cái phím này bằng cảm ứng các bạn. Đó. Ẩn bên dưới nè. Lát nữa mình mở đèn, mở nguồn lên thì nó sẽ sáng đèn lên ha. Rồi đây cái phần thoát hơi loa ra nè, đánh ra mặt trên cho ra âm thanh surround. Ha, đó. Đây phía sau các bạn. Phía sau họ làm cũng kín hết, rất là đẹp ha. Kín hết khá đẹp, và những cái chỗ mà mình dắt cắm đồ thì nó nằm trong này, nằm hình như trong này nè, à trong cái miếng này nè các bạn, đó giật ra ha, có dây rút rồi nè, đây nguyên một dàn nè các bạn ha, in nè, 1, 2, 3 tivi in out rồi hết, toàn bộ cái dãy cắm nằm ở đây hết, đó, rồi bên này luôn, HDMI nè, ARC, tất cả các dắt cắm nằm bên đây hết, đó, đi dây xuống đây. Đi dây đây là mình rút vô đây, xong mình đi dây xuống đây. Đó, rồi mình đậy cái nắp này lại. Đố các bạn cái loa này bao nhiêu ký? Đó. Gồng chuột luôn á, tay là cơ bắp luôn mới khiêng nổi các bạn. Nặng 18 ký các bạn ha. Chiếc sao ba nặng 18 ký. Thì lúc trước mình khui một cái khủng nhất đó là của Sennheiser. Đó, thì bây giờ là cái loa này là chính thức là khủng nhất trên thị trường thế giới các bạn. Và cái phần nhôm bóng loáng nè, các bạn thấy phần nhôm bóng loáng này không? Hãng nói đây là một cái miếng nhôm nguyên khối ha, trừ cái phần cắt này thôi. Đây là miếng nhôm nguyên khối, họ dùng cái công nghệ họ dập cong và họ bóng lên ha, cho mình một cái
cái chất lượng bóng nè, các bạn thấy dày ha, rất là đẹp ha. Về mặt hoàn thiện thì hãng Bino là vô đối luôn các bạn ha, thiết kế cực đẹp và cái hoàn thiện rất là cao cấp. Rồi bây giờ mình khui cái hộp này nè. Đó, cái hộp gọi là có tên là 7A và 7B. Coi nó có gì trong này. Mấy miếng gỗ các bạn. Đó. Có một miếng gỗ thôi, cầm cẩn thận chứ không nó gãy. Đây. Miếng gỗ. Đây là cái điểm tạo nên sự khác biệt cho chiếc loa này so với những chiếc loa khác trên thị trường các bạn. Xuyên suốt những cái thiết kế của Bino ha, thì đây là những cái điểm nhấn và những cái tạo nên cái chất, cái đẳng cấp của Bino. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy đẹp chưa? Rồi, cái gỗ này nó làm bằng cái gì? Đây là gỗ sồi các bạn ha. Nhìn cái màu này các bạn biết là những cái nội thất của bên xứ Bắc Âu, giống như cái hãng Bo Concept rồi đó ha, thì họ chuyên dùng những cái gỗ này, gỗ sồi. Cái vân màu rất là đẹp. Và đây là một cái miếng nhựa ha, một miếng nhựa họ đi cong theo và họ làm những cái miếng gỗ này nhỏ 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 này dán lên trên cái miếng nhựa này, tạo ra một cái sự liên lạc. Và mình gắn vào đây. Đó, gắn vào thì nó sẽ ra một chiếc loa ốp gỗ cực đẹp luôn ha. Cái này thì dễ gắn lắm chứ không có gì khó hết. Nó có những cái chốt ở đây nè. Đó, các bạn in vô thôi. In vô từng bước ha, in vô. Một mình bạn làm cũng được ha, nó có nút hết. Có đệm cao su bên trong rất là êm. Đó, mình lấy tay mình in vô thôi là nó xong. Rồi. Thì giờ các bạn thấy sao? Sau khi mình chưa in cái mặt trước này vào với sau khi hoàn thiện thì các bạn thấy sao? Và đây các bạn nhìn lên cái hình này ha. Đó, nếu mà mua được cái loa này thì nhớ đóng luôn cái tủ. Có những cái cánh cửa mà có những cái sọc gỗ xuống nó cũng tương đồng như vậy thì căn phòng rất là đẹp ha, tuyệt vời luôn. Rồi, quá xá đẹp ha. Để ra trước đứng ngắm thử coi. Wow. Bên dưới các bạn. Nhôm họ đánh bóng lên ha. Cái đẹp của nhôm đánh bóng này nó đẹp khác cái inox các bạn ha. Inox nó quá bóng, còn cái này các bạn nhìn thấy nó rất là sang. Kết hợp với cái mặt gỗ tuyệt vời ha. Rồi các bạn, nãy mình vội mình gắn cái màn gỗ này vô trước, nhưng mà cái này là phải gắn sau ha. Bây giờ còn quá nhiều phụ kiện nên mình quên. Rồi bây giờ bắt đầu tới phiên gắn cái hộp này các bạn. Hộp 1C. Đó, cái hộp này gồm có hai cái miếng nhôm. Đó. Nhôm phay xước các bạn. Và họ làm bóng lên, bóng mà không có bóng kiểu inox ha, bóng hơi mờ mờ. Thì nó có một miếng là A, một miếng B. Bây giờ mình để coi ha. Đây. Cái miếng này nó có hai mặt giống nhau các bạn ha, hoàn thiện hai mặt giống nhau. Đó, và bên trong là những cái sọc nhựa, họ đi liền với thiết kế của cái loa này. Bây giờ mình gắn ở đây nè. Đó, gắn vô đây. Để coi. Đó, gắn đây các bạn ha. Rồi, thì đây các bạn ra trước nè. Ra trước nhìn sẽ nó sẽ liền lạc. Thì giống như hai cái cánh vậy đó. Thì hãng cho mình mấy cái bịch đây ra sau, phía sau vặn nè. Đó, cho mình mấy con ốc này nè. Để mình siết vô. Cái này thì nãy mình nói vui thôi, khó ráp. Nhưng mà thật sự á, thì cái việc mà ráp cái này thì không có khó các bạn ha. Không có khó. Rồi chắc mình gắn vô cái này trước. Gắn vô này trước nè. Bắt đầu mình đưa vào lỗ. Mình vặn. Này không có khó ha. Ai cũng có thể ráp được. Ai cũng có thể mua về tự ráp. Còn nếu mà mua ở Mai Nguyên thì kỹ thuật sẽ tới nhà ráp cho các bạn hết. Rồi coi cái video của mình này, nếu các bạn ở xa hoặc là ở nước ngoài mà các bạn mua được cái này thì coi cái video mình là các bạn ráp được rồi ha. Đó, mới một con mà này đã dính cứng rồi nè. Nãy mấy anh em nói vui là cái này không có gì khó đó. Khó là có tiền để rinh nó về hay không á. Chứ còn ráp thì chắc chắn là khi mà mình rinh về nhà được thì chắc chắn là sẽ ráp được. Không phải lỗ này. Nói chung là rất là đơn giản, không có gì phức tạp các bạn ha. Nó có mấy cái ba cái lỗ thôi.
để mình xiết con ốc vô thôi. Giờ đây nó hơi tối cho nên mình không thấy đường. Đó, cái miếng này các bạn nhìn trong cái hình này các bạn sẽ thấy nè, nó chỉ một cái mũi tên xuống là đây là chỗ mình vặn một con ốc nè ha. Đó, xiết một con ốc vô đây. Rồi bên đây các bạn nhìn thấy có một cái mũi tên chỉ qua đây thì đây là con ốc thứ hai để bắt cái miếng này. Chỗ này còn một cái miếng lắp nữa ha các bạn. Đây là cái hộp nhựa. Cái hộp nhựa nãy mình khui 1E nè, đó. Trong cái hộp 1E thì nó có một cái miếng này và một cái miếng này. Một bên là hai miếng như vậy ha. Rồi, giờ mình in vô để mình chốt cái khu này lại. Cái miếng này là lắp ở trên, miếng này ở dưới. Đó. Rất là đơn giản vậy thôi. Đó. Đây có một con ốc nữa nè, hai con ốc nữa các bạn ha, hai con nữa đây. Mình xiết vô. Đó. R nè, có ghi luôn các bạn, right nè, là bên phải nè. Đó, thì vô góc này. Đúng rồi, này bên dưới nè. Các bạn thấy cái đệm không? Đệm cao su nè. Đó, để đặt dưới bàn nè. Đó. Đưa vô đây. Rồi, để mình xiết hai con ốc này lại. Xiết hai con ốc này lại. Đúng rồi đó, cũng dùng cái bịch ốc này luôn ha các bạn. Cái bịch ốc số 3 nè. Đó, sau khi các bạn xiết ba con ốc vô cái miếng nhựa dưới thì còn cái miếng trên này các bạn chỉ in nó vô thôi ha. Ở đây nó có những cái nút sẵn rồi. Ở đây là những cái phần cao su họ đính sẵn bên trong luôn cho nên các bạn in vào là nó chắc à. Đó. Như vậy là đây là cái mặt sau của cái đường cuối ha, cuối cái loa, một cái cánh, cánh này cánh bên phải nè, đi ra tới đây xong ra cái phần inox ở đây. Rồi nó ở giữa hai cái miếng nhôm thì nó có cái viền nhựa ở đây các bạn ha. Chỗ này cũng khá bén nè ha. Đi qua đi lại coi chừng nó hơi bị sắc bén chút xíu. Rồi, đó là một bên. Rồi mình gắn tiếp một cái miếng nhôm bên trái các bạn ha. Ở đây nãy mình nhầm nó tới ba con ốc là ha, ba con ốc, nó có ba cái mũi tên. Đây một con nè. Đó, cứ ngay cái mũi tên là các bạn chọt con ốc vô các bạn vặn thôi. Đó các bạn, sau khi mình gắn hai cái cánh hai bên nữa ha. Gắn hai cánh hai bên xong. Đó, thì giờ bắt đầu mình mới in lại cái này ha. Cái bước này là bước sau cùng các bạn ha. Bước sau cùng. Cái này cũng khá là dễ gắn ha. Nó có chốt hết rồi. Mình cứ in vô là xong. Đó. Cứ in từng bước từng bước. Rồi. Đó. Đó. Hoàn thiện các bạn ha. Đó. Một chiếc loa sau khi lắp đầy đủ những cái phụ kiện vô thì nó hoàn thiện như vậy. Các bạn thấy đẹp không? Rồi đi một vòng từ trước ra sau thử coi. Chiều cao của nó đúng một gang tay mình 20 các bạn ha, chiều cao 20. Bây giờ mình đo lại chiều dài thử nha. 2 4 6 8 10 12. Đúng 1m4 các bạn ha. Chiều dài thêm hai cái cánh này vô nữa là đúng 1m4 cho chiếc loa này. Chiều cao là 20. Sau khi gắn vô thì cái phần nhôm nè, các bạn thấy nó liền lạc với cái phần uốn cong ở đây ha, tạo ra một cái phần ánh sáng khá đẹp. Đó, trải dài. Rồi giờ dắt mình gắn cái nguồn vô để thử cho các bạn coi cái chất âm của nó như thế nào ha. Đó, sau khi các bạn lắp đầy đủ ha, lắp đầy đủ vô rồi bắt đầu các bạn tải cái ứng dụng B&O này về. Thì trong này nó quản lý tất cả những cái loa mà các bạn có, tất cả những cái sản phẩm của B&O mà các bạn có ha, trong gia đình. Rồi thì mình add cái sản phẩm này vô ha. Trên này nó có dấu cộng, mình tìm cái sản phẩm này add, thì trong này tất cả những cái sản phẩm nào của B&O thì họ đưa vô đây hết. Nếu mà các bạn đã từng dùng rồi ha, thì các bạn quản lý và điều chỉnh từng sản phẩm ha của mình bằng cái ứng dụng này. Đó thì mình mới add xong cái loa này vô rồi. Mình đặt tên là Bell Sound Theater Mai Nguyên nè. Và mình lâu lâu mình check coi có bản update firmware thì mình sẽ cập nhật cho nó. Rồi mình thay đổi tên cho nó. Rồi mình set up wifi cho nó các bạn ha. Thì sau khi bấm vào bên trong của cái loa này trên cái ứng dụng thì các bạn sẽ thấy nhiều cái setup ở đây. Đó, các bạn bấm vào từng cái các bạn... Để coi nó là gì đây. Phục vụ thị trường Tết, Đắk Lắk hơn 52 tỷ đồng hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Khoảng VOV giao gì đó, đài FM. Thế thì trước hết thì
Đó, này là các cái kênh đài FM là có VOV giao thông đó nè. Rồi dưới đây là những cái chế độ về âm thanh nè, sound mode, test, movie, AV, TV, music rồi ha. Các kiểu luôn. Đây là cân bằng, rồi chế độ ấm, chế độ relax gì đó, quá trời quá đất ở trong này. Thì nãy mình nói rồi, nó có một cái hộp, nó có một cái bộ gọi là cân bằng âm thanh ha. Sau khi mình đặt cái loa này trong gia đình, để vị trí phòng ngủ hay phòng khách, để một cái vị trí nào cố định, thì kỹ thuật bên Mai Nguyên sẽ đến nhà và dùng cái thiết bị này các bạn ha, cắm vào cái micro phía sau và mở cái app này lên, sẽ điều chỉnh cái âm thanh ha, để cho cái loa này nó set up cái âm thanh chuẩn nhất trong gia đình của mình ha. Thì cái bộ anten này đó, thì mình đã cân chỉnh xong cái loa này rồi. Rồi bắt đầu ở trong phần đó, listening position này, những cái vị trí đặt loa nè, rồi âm thanh các bạn có thể chỉnh equalizer, treble, bass ở trong này. Nói chung ai mà chơi cái pin out rồi thì các bạn có dễ dàng điều khiển cái phần app này ha, rất là quen thuộc. Ở đây nó có thêm phần mở rộng setup ha. Thì các bạn hãng B&O có hợp tác với LG để giúp những khách hàng của LG mua cái loa này về và gắn cái TV LG lên như cái hình ở trên này. Đó, thì hiện tại là hãng hỗ trợ hai cái kích thước là 55 inch và 65 inch cho TV LG. Thì mua về mình gắn lên setup thì những cái ngàm kết nối nó sẽ tương thích với cái loa này, và mình vào ở trong cái app này mình có thể mình setup thêm phần mở rộng cho cái TV LG. Đó. Rồi bây giờ thì mình setup cái loa này xong rồi. Các bạn thấy cái app nó đã lên hoàn tất, tên tuổi đầy đủ. Bây giờ mình mở một bài hát cho các bạn nghe thử nha, coi chất âm của nó như thế nào. Đó, sau khi mình setup cái loa này vào cái hệ thống wifi gia đình ha, thì các bạn mở một cái bài hát bằng điện thoại lên, iPad gì đó ha, bằng Apple Music hoặc là Spotify, các bạn sẽ thấy được cái danh sách AirPlay 2. Thì trong cửa hàng Mai Nguyên thì quá trời những cái loa đã setup sẵn rồi ha. Thì các bạn kéo xuống mình sẽ thấy cái loa này, Bellsound Theater Mai Nguyên nè. Mình mới setup xong bấm vô một cái. Thì đây là cái loa đa phòng các bạn, chơi wifi. Và các bạn có thể dùng những cái thiết bị của Apple để điều khiển nó rất là dễ ha. Đây, nó bắn qua. Bây giờ nói chung là rất là sợ dính bản quyền âm nhạc. Khi mà cho các bạn nghe thử ở trên cái kênh YouTube của mình ha, thì mình mở một cái đoạn ngắn thôi. Cái bài này cho các bạn nghe thử chút xíu nha. Lăng nhã. Wow. Quá kinh quá. Quá khủng luôn. Một lần nào cho tôi gặp lại em, đôi môi đắng đến nay còn nồng. Một lần nào cho tôi gặp lại em, rồi thiên thu sẽ là những nhớ. Quá kinh các bạn ơi. Thôi giảm sẽ dính bản quyền. Vừa mở một đoạn là tim đập rồi. Rất là mạnh luôn. Cái âm nó rộng và cái lực cực kỳ mạnh các bạn. Chưa từng thấy một cái sao ba nào mà nó cho chất âm như vậy ha. Đó, thì cái này mình nghĩ là sau khi mình có hàng demo á, thì lúc đó mời các bạn tới. Chứ còn qua cái video này phải nói là khó mà diễn tả được cái âm thanh của nó đánh ra các bạn. Bây giờ chắc kiếm một cái bài nào không bị bản quyền đi ha, để cho các bạn nghe nó dài hơn. Phương thảo hoài mà đâu có biết cái bài nào mà không bị phát hiện bản quyền đâu. Cái bài này mình với anh Vũ hay hát là cũng sợ lắm, sợ dính lắm. Mở đoạn ngắn à. Tôi vẫn đi mãi, biết bao giờ trở lại.
Thôi mấy bài này dễ dính bản quyền lắm các bạn ơi. Thôi để kiếm bài Phương Văn Thảo cho các bạn nghe một đoạn dài ha, cho nó đỡ hồi hộp, chứ không là nó lóc luôn cái kênh YouTube của mình á. Rồi, nghe thử bài Giấc Mơ Mùa Thu nha. Người đi ra đi mãi mãi, chốn xưa tôi còn mong chờ. Người đi ra đi mãi mãi, vẫn không phai mờ dấu chân. Lòng tôi chiếc lá trên cành thu về heo khô. Tôi còn nhớ ai mỗi khi chiều rơi. Người đi ra đi mãi mãi, chốn xưa thu vàng tôi chờ. Người đi ra đi mãi mãi, vẫn không phai niềm nhớ thương. Lòng tôi heo may đã về, tôi còn phân vương. Tôi còn nhớ thương khi thu về. Bên trời một làn mây trắng lững lờ trôi, nghe làm sao ngoài hiên vắng lá vàng rơi. Kinh khủng các bạn, nó hay còn, nó hay và nó mạnh còn hơn những cái vàng mà lớn mình đã từng khui đó ha. Không ngờ một cái thanh sao ba bây giờ kinh khủng đến như vậy các bạn. Rồi các bạn, bây giờ mình mở thử một cái âm thanh vòm ha, cái file, cái kênh YouTube này có cái file test âm thanh vòm 7.1 ha, để các bạn coi cái khả năng chơi surround của cái loa này nó như thế nào. Đây là một cái loa khủng gồm 12 cái loa bên trong ha, và cái điểm mạnh nhất của cái loa sao ba này là chơi âm thanh 7.1. Coi phim, ngoài cái nghe nhạc cực hay thì cái coi phim nó là đỉnh của đỉnh các bạn. Thì mặc dù nó như vậy nhưng mà qua cái video của mình thì các bạn sẽ không có chi tiết được ha. Chắc chờ một cái ngày chiếc loa này được trưng bày tại Mai Nguyên thì mới các bạn đến đây mới nghe được, mới chứng kiến được cái sự kinh khủng của nó ha. Giờ kệ, cứ mở qua YouTube đi. Rồi. Thank you.
những cái màn gỗ này luôn, kinh khủng luôn. Rồi để chắc kiếm một đoạn nữa ha, kiếm một đoạn Dolby Atmos nữa thử coi. Quá kinh khủng các bạn ơi. Rồi giờ mình cho bạn nghe thử một cái đoạn này nha, Dolby Atmos nè. Where are you, Lars? Here they come again. Worming their way into the black matter of my brain. Help us, Max. You promised to help us. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead. Mai Nguyên.vn mình vừa cập nhật xong tức thì luôn ha, 4 phiên bản của cái sao ba Bell Sound Theater này ha. Rồi 4 cái phiên bản sao ba B&O Bell Sound Theater này nó rơi vào mức giá cao nhất là 273.546.000 cho cái phiên bản mình vừa khui ra đây các bạn ha. Phiên bản có cái mặt trước bằng gỗ. Cái tiếp theo là 257.000, nó cũng tương tự như vậy nhưng mà nó phù hợp với những cái TV 55 inch của LG. Rẻ hơn một chút nữa là phiên bản không có bằng gỗ các bạn, cái mặt trước bằng lưới bình thường ha. Thì 239 triệu và cái rẻ nhất 55 inch là 223 triệu. Với 4 cái phiên bản này sẽ có hàng vào dịp Giáng sinh năm nay ngay tại Mai Nguyên. 4 cái phiên bản này mặc dù họ làm 55 inch và 65 inch ha, nhưng mà cái phần khác nhau là nó để nó tương thích cho cái tivi LG như các bạn thấy đó ha. Còn bên trong là nó y chang nhau ha, bên trong về công suất nó vẫn là 2100W, 12 cái loa bên trong nó như nhau hết, chẳng qua nó thu nhỏ lại để nó vừa vặn với tivi trong gia đình thôi, chứ còn về nội lực là nó không khác. Cho nên nếu các bạn thích cái sao ba nó nhỏ hơn thì các bạn vẫn mua cái sao ba đó mà nó không có giảm đi về mặt âm thanh ha, không có giảm đi về mặt âm thanh. Rồi mình nói một chút xíu nữa về cái thông tin về bán hàng của cái loa này. Thì giá cả sản phẩm mình có cập nhật đầy đủ trên website ha, 4 cái phiên bản. Và sau khi cái video này lên thì mình để cái đường link bên dưới để các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể pre-order trước ha. Đó, đối với các bạn nào mà coi cái kênh YouTube của mình ha, thì mình tặng một cái ngay một cái loa này trị giá hơn 18 triệu đồng các bạn, Beolit 20. Đó, một cái loa khá xịn. Các bạn đến Mai Nguyên chỉ cần nói đã coi cái video này và đã đặt hàng thì mình tặng ngay cái loa này ha. Đó. Rồi. Hàng sẽ có mặt vào dịp Giáng sinh năm nay các bạn. Đó, hy vọng là họ sẽ về kịp, hãng B&O họ sẽ về kịp và để các bạn tậu cho mình một cái bộ khủng đánh những bài hát Giáng sinh.
trong năm 2022 này. Rồi các bạn sẵn có cái bộ phụ kiện của hãng ở đây thì mình khui luôn cho các bạn hình dung được ha. Thì đây là một cái bộ phụ kiện treo tường cho cái loa này, có giá là 34 triệu các bạn. Đó. Thì những cái này các bạn có nhu cầu thì cứ liên lạc trực tiếp với công ty Mai Nguyên ha, để đặt hàng riêng cho từng khách hàng. Mấy cái sản phẩm này thì sẽ không có bán đại trà các bạn ha, không bán đại trà, tùy nhu cầu khách hàng thì bên hãng họ sẽ mang về để phục vụ các bạn cái nhu cầu treo tường hay là để bàn. Đó, đây là cái bát. Mình khui sơ thôi để các bạn dễ hình dung thôi ha, là nó sẽ có như vậy ở trên thị trường này, và hãng nó có làm ra. Thì trong này nó sẽ có một vài cái phụ kiện nhỏ nhỏ như mấy con ốc vậy thôi. Để mình mở cái bịch này ra cho các bạn hình dung ha. Đây là một cái sao ba quá đỉnh, chỉ dành cho những người nào phải nói là thật sự yêu cái thương hiệu B&O và túi tiền nó rủng rỉnh các bạn ha, túi tiền rủng rỉnh thì mới coi cái video này và mới coi sâu tới những cái phụ kiện này. Đó, đây là cái bát treo tường. Thì mấy cái này mình không có lắp đặt và demo chi tiết trong cái video này ha, mình chỉ khui nhanh để các bạn hình dung. Rồi nếu mà các bạn có nhu cầu mua đặt thì kỹ thuật Mai Nguyên sẽ liên lạc trực tiếp từng khách hàng để tư vấn và đem tới nhà lắp đặt ha. Rồi, cái bát treo tường, cái thùng phụ kiện cuối cùng mình khui các bạn nặng 30 kg, giá gần 100 triệu. Đố các bạn là gì? Không phải cái loa ha, cái loa là đây rồi, và sản phẩm mình sắp khui là đây nè các bạn. Đó, cái phần này nè, nhìn xa xa các bạn sẽ thấy cái hình này giống cái iMac của Apple ha. Thì giờ mình khui ra cho các bạn coi cái chân này nó như thế nào mà nó gần 100 triệu các bạn, mà nó nặng khủng luôn, nặng khủng luôn các bạn. Đó, đây cái thùng này là khui xong là cơ bắp là gồng luôn. Lâu nay các bạn thấy những cái bộ máy tính siêu đắt tiền, siêu cao cấp của Apple ha, những cái chân, những cái màn hình gọi là chuyên nghiệp ha, dành cho những người design, những người làm việc nặng nề về mặt thiết kế. Đó, thì bây giờ các bạn mới thấy những cái đồ âm thanh của B&O họ thiết kế như thế nào ha, cực kỳ sắc sảo, cực kỳ tinh tế luôn. Đó, đây là một cái, một vài cái miếng lót ha, miếng chân đó, bằng nhôm này các bạn thấy không, những cái đường xước rất là thô sơ mộc mạc ở đây. Đó, những cái vòng tròn đồng tâm quá xá đẹp luôn. Ở đây là cái dây, cái giống như cái Việt Nam mình gọi là mấy cái ruột gà đó, mà nó làm rất là đẹp ha. Đây, mở lên, mở cái vòng tròn này lên, cái miếng xốp nè. Đó, bắt đầu tới cái phần chính nè các bạn. Phần chính nó có dây. Để coi nó, ui da trời ơi, từ từ. Để mình nặng nhưng mà một mình luôn, khiêng luôn cho các bạn coi. À, coi ông Nguyên YouTuber khỏe không. 1, 2. Ua trời ơi, kinh khủng thiệt. 30 kg các bạn, như một cái cục tạ vậy ha. Thì giờ trong này nó làm cái gì mà nó nặng cỡ này? À, hãng làm cái gì đây? Nguyên cái cục sắt luôn chứ, kinh khủng luôn. Đó, các bạn thấy ở bên dưới cùng nè ha, là những cái phần mà nó tiếp xúc với cái mặt sàn nhà mình ha. Dây họ đi ở đây. Đó, mình để xuống như vậy. Wow, một cái khối thép ha, dày, cực kỳ dày luôn các bạn ha, nặng trịch hơn 30 kg. Đó, nằm đây. Rồi bắt đầu cái này xoay được các bạn thấy không? Đó, đã chưa? Nó xoay được nè, nó xoay bằng điện. Đó, nó xoay bằng điện ha. Đây mình xoay nhẹ nhẹ cho thử cho các bạn thấy, cắm điện vô nó sẽ xoay cái phần đây còn tiếp nè. Còn tiếp trong cái thùng này các bạn. Đó. Wow, cái miếng nhôm đẹp quá ha, cái phần hoàn thiện nè, siêu đẹp luôn. Đó, lát nữa mình sẽ gắn. Đó.
quá đẹp ha. Gần 100 triệu cho cái đế này nha các bạn. Rồi để mình tìm cách mình ráp vô cho các bạn thấy nha. Đó, đây, nó có mấy cái chấu ở đây nè. Đó. 1 2 3 4 5 6 con ốc nè. Đó, mình để vô đây. Mình để cái chân xoay đó lên đây. Đó, rồi bắt đầu đặt cái loa trên này các bạn ha. Đó. Siết ốc lại. Đó, đây nó có 6 con ốc ha, các bạn xếp 6 con ốc này vô để nó cố định cái khung nghiêng này. Đó. Thì các bạn nhớ hình dung ở đây ha, hình dung cái hình sau khi hoàn thiện là nó như vậy. Tức là nó cái mặt chặt xéo vô và đi chân đi ra ha, nó nằm hướng ra ngoài ha. Tức là cái phần này là phần trước nè ha, phần trước là phần này. À. Wow, 30 kg các bạn. Kinh khủng luôn. Wow. Do cái độ đó, cái này là mặt trước nè ha. Đó. Đây là phần mặt trước nè. Cái loa để đây và tivi để trên. Cho do nó gắn được cái tivi các bạn ha, gắn nó treo được vừa cái tivi mà vừa cái loa. Cho nên nó mới làm cái dàn chân nó nặng tới cỡ đó các bạn, nó mới trụ nổi ha. Rồi sau khi mình gắn cái này, mình siết 6 con ốc xong á thì bắt đầu mình mới chồng cái khung nhôm này vô. Đó, các bạn thấy không? Nè, đó. Bỏ vô đây. Để nó thẩm mỹ ha. Nó tăng cái độ thẩm mỹ cho cái sản phẩm. Nè, đưa lên trên. Rồi, đó, hít liền các bạn. Cái này nó có 500 luôn. Đó, hít nè vừa những cái lỗ này ha. Đó, những vị trí nè. Đó. Thì đây là coi như bắt đầu mình đặt một cái lớp áo lên cho cái khung thô sơ bên trong ha. Rồi tiếp theo một cái lớp nữa. Đây là những cái vòng tròn đồng tâm họ làm rất là đẹp trên cái miếng nhôm phay này ha. Mình thấy đã không? Quay nè, chéo chéo chéo. Thì đây nó cũng có những cái chỗ nè, có ba cái lỗ nè. Thì nó sẽ đưa vô vừa khớp những ba cái con cái đó. Đó, nó hít luôn các bạn ha, đưa vừa vô cái nó hít thôi. Tức là cái phần này các bạn không có cần phải siết ốc siết gì hết. Nó là cái tấm bề mặt trang trí được làm bằng nhôm xước mà họ phay rất là đẹp ha, phay theo cái vòng tròn đồng tâm ở đây. Thì đây là cái mặt trước, sau khi mình xong như vậy thì mình sẽ rinh cái loa này, mình đặt lên đây, đặt ngang ở đây các bạn ha. Và cái phần tivi nữa, cái tivi thì có cái bát tivi nãy đó, mình khui ra đó, thì mình ráp vô đây thì nó dựng lên. Thì cái loa nằm ở trên này, cái tivi nằm ở sau, thì kết cục là nó sẽ được như vậy ha. Đó, thì mình nhắc lại nha. Tức là cái loa này họ thiết kế, nếu mà các bạn muốn setup như vậy á thì chỉ là tivi LG thôi. Những tivi hãng khác nó không có cái nhàm đúng, cho nên nó không có gắn được trên cái chân này ha. LG thì có hai model 55 inch và 65 inch thôi. Đó, nếu các bạn thích setup cái bộ này thì mua một cái tivi LG 55 hoặc 65 inch và mình mua cái sao ba tương thích cái inch đó thì về mình gắn lên thì nó thành một cái bộ hoàn chỉnh như trong cái hình này. Còn nếu không ha, nếu không bình thường thì mình chỉ mua một cái thanh sao ba này thôi. Quên cái phần đế chân này đi, quên cái tivi đi, tại ở nhà các bạn đã có tivi sẵn rồi. Về mình đặt ở trên kệ hoặc là mình treo tường ha. Nếu mình treo tường thì có cái bát treo tường nãy mình khui ra. Đó. Nãy có sẵn bát đâu không? Trong hộp có. Đó. Thì nãy trong hộp mình khui ra nó có bát treo tường rồi ha, thì kỹ thuật sẽ lắp cho các bạn ha. Đó, còn cái này thì ai mà muốn chơi trọn bộ như hình ảnh thì sắm cái bộ này quá là kinh khủng luôn, hơn 30 kg. Rồi đây là cái hình dáng mà mình muốn tư vấn cho các bạn ha. Rất là đơn giản, chỉ mua cái thanh sao ba này thôi. Trong phòng mình đã có tivi rồi thì mình treo tường giống như vậy các bạn, đơn giản, sạch sẽ và toàn bộ bát treo tường đều có miễn phí ha. Miễn phí và kỹ thuật Mai Nguyên sẽ đến tận nhà lắp đặt cho các bạn với cái bộ bát này mà mình không phải tốn phí ha. Đó, đó là cái mà setup chuẩn. Rồi nếu mà các bạn
muốn lắp cái chân đế mà gần 100 triệu với những cái tivi LG thì các bạn mua tivi, mua chân đế về mình lắp thì cái hình dáng của nó là như vậy. Đó, mình để trong phòng. Đó là hãng họ set up ra những cái cấu hình, những cái bộ set up sẵn tư vấn để mình nhìn đó, mình biết là mình cái nhà mình nó phù hợp với cái nào ha. Thì đây là cái thanh sao ba mà mình nghĩ là khủng nhất hiện nay trên thị trường các bạn. Khủng nhất hiện nay trên thị trường, và cái âm nhạc cũng như là xem phim là nó vô đối luôn. Nó rất là mạnh, nó cái âm trường rộng, bass, rồi mọi thứ rất là mạnh các bạn ha. 12 cái loa được tích hợp các bạn. Quá kinh khủng ha. Và cái sự gọn gàng tươm tất sau khi mình lắp hoàn thiện vào á, thì các bạn thấy là nó cực kỳ sạch sẽ và nó tối giản luôn ha, cho các bạn một cái không gian phải nói là tuyệt vời và rất là hiện đại theo cái phong cách đúng của Bino, phong cách xứ Bắc Âu ha. Thì cái diện tích không gian của cái loa này nếu các bạn gắn đẹp thì nó nằm trong khoảng chừng 60m2, một cái căn phòng khách, một cái căn hộ hạng sang hoặc cái căn nhà, mình nghĩ là nó phù hợp. 60m2 là rất là đẹp ha. Cấu hình của nó là hai cái loa 6 inch, loa trầm, một cái loa 5.25, loa dãy trung đó các bạn, và một cái loa tweeter nằm ở khu trung tâm, hai cái loa 3 inch dãy trung, và bốn cái loa 2.5 inch là loa toàn dãy, cộng với hai cái loa tweeter nữa ha, 1 inch nữa, loa nhỏ ở hai bên này nó có hai cái loa. Cái bluetooth của cái loa này các bạn là 5.1 ha, 5.1, Wi-Fi, rồi HDMI, ERC, 4K, tức là những cái gì mà hiện đại nhất hiện nay trên cái thế giới công nghệ âm thanh là được hãng B&O nó tích hợp sẵn hết vào bên trong này rồi. Các bạn yên tâm về cái phần công nghệ của cái loa này ha. Rồi nãy giờ mình cho các bạn tìm hiểu hết, cũng như là lắp đặt rồi test những cái phụ kiện ha. Chiếc loa khủng này ha, đây là chiếc loa phải nói là đắt nhất, xịn nhất, nó thuộc loại sao ba các bạn, tức là loa thanh. Thì chi tiết về những cái hình ảnh video rồi những cái thông tin thông số về kỹ thuật thì các bạn coi trên website mainguyen.vn ha. Rồi cái chương trình đặt trước cũng như là quà tặng của mình nó dành cho các bạn nào coi được cái video này mà tậu cái loa này là cái loa này ha, Beolit 20. Rồi hy vọng là mình sẽ có một cái bộ demo các bạn, mặc dù nó rất là giá trị ha, rất là đắt, nhưng mà mình sẽ cố gắng có được một cái bộ demo để mình bỏ ở cửa hàng Võ Thị Sáu, và lúc đó mình sẽ post Facebook mời các bạn ghé nghe thử ha, nó mới phê. Chứ còn coi cái video này thì nó mới phê đâu 5-6 các bạn ghé sẽ phê tới 10 đó. Rồi thì chắc là đủ rồi các bạn ha, mình cho các bạn nghe một bài nữa của Phương Phương Thảo và mình sẽ kết thúc cái video khui hộp này ở đây nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đây là chiếc loa khủng nhất mà mình từng khui, loa sao ba các bạn. Mà chỉ yêu thương qua rồi, than mà chỉ có ngăn được sâu xa, tiếc mà chi những phút bên người, thương mà chi nhắc chi chuyện đã qua. Anh giờ đây như là chim xa rời cánh, biết bay phương trời nào. Em giờ đây cành hoa cho ta tới, đón đưa ngọn gió nào. Mình nào ngờ tình rơi như lá rơi, người tình này vòng tay ôm quá lời, để giờ này một người khóc đêm thâu, một người nên cơn đau nghe mưa mà cúi đầu. Thế là hết nước.
qua cầu đã chìm sâu những tháng ngày đam mê. Thôi đành quên những tiếng yêu đầu, những lời yêu ấy nay đã quá xa. Nếu đường cũ quá tuyệt vời các bạn. Nhớ nha, quà tặng là một cái loa. Và mình sẽ cập nhật khi mà cái loa này có hàng trưng bày tại Mai Nguyên. Chào tạm biệt các bạn nha. We had an ambitious task to create the most powerful, immersive cinema sound experience from one single speaker. The result is BO Sound Theatre, with 12 custom-made drivers, 800 watts of amplification power, providing up to 112 decibel sound pressure level. Or simply put, the system standalone can recreate the experience of a 7.1.4 Dolby Atmos source. With BO Sound Theatre, we are introducing three-dimensional sound directivity control, thanks to the combination of the loudspeaker's driver's arrangement with advanced beamforming signal processing. We have been using our capabilities within beamforming that we have learned from BeoLab 50 and 90, which actually means that we are not only using the natural directivity of the drivers, but we are actually using all drivers to help each other to create a beam going out the side and a beam going out the front and a beam going upwards. And when combining these three and using Dolby Atmos, then you'll get a really spacious sound image from just one speaker. On each side, four units aimed in different directions help to complete the spatial sound field. Each unit is placed with an optimized angle, while balancing mechanics and technology to provide an immersive experience. These highly efficient mid-range and treble units offer a lot of sound with very little input, which means BO Sound Theatre can play audio at impressive listening levels without overheating. One of the most important requirements of a soundbar is speech clarity. We mounted a special center channel where the tweeter is placed in front of the mid-range instead of being above or below it. This ensures that both drivers are aligned in space and helps to provide everyone sitting in front of BO Sound Theatre with the same great sound quality. As an acoustician, volume is always an important part. What we've been doing in BO Sound Theatre is that we have aligned the design and the acoustics such that we reach that perfect middle ground where we have the right performance and we also have the right size of the product. And what the designers have been doing is that they have actually been really good at creating a product that looks smaller than it actually is. So actually the acoustic volume of BO Sound Theatre is fits the drivers quite well. Another design task to be solved was the height of the soundbar. We wanted to have the biggest drivers possible whilst keeping a compact design. We solved this by letting the curved aluminium bottom part cover a part of the woofers. The design also allows for heat dissipation and vibration reduction, thanks to the openings on the back of the cabinet and to the rubber mounts supporting the loudspeaker drivers.